Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của em. Đó, hôm nay tiếp tục dẫn bà con đi ăn bánh mì heo quay dây giòn online. Mới vừa bật máy giờ này mới có 6 giờ rưỡi sáng rồi các bạn mà khách đến quá trời luôn. Này, bên này nè. Hôm nay là có Lily và Bé Ngân luôn. Giá là ba gọi nè, ba gọi rút sườn giá là 320.000 một ký nhé các bạn. Sườn đùi xá xíu là 300, giòn 150, móng 120, bánh mì 15k một ổ các bạn. Thêm tính tiền thêm 25 ngàn nữa là 335 cho con giờ 335 này nửa ký để nguyên đúng không? Để mà lấy miếng mỏng 335 lấy 60 ba rồi chặt dùng cái rồi cho chị 35 lấy tiền rồi rồi lấy tiền rồi mấy ổ mì nó chị đây bốn ổ này của cho bốn ổ không 170 thì chơi 170 nha cái là bốn ổ mấy 180 đỡ chụp chặt không là anh ơi chặt rồi 180 mấy miếng là chị tầm 10 miếng à 10 miếng. Cô ơi, 2 giờ rưỡi chiều. Chiều em ơi, nửa ký bánh cháo đó cô ơi. Khách đang chờ bánh mì bên này. Đây. Nấu
trơn, ầm 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 các bạn ơi. Con lên giỏ là hết rồi nha. Chị Tâm lên heo quay tiếp tục. Rồi lòng ông ơi, 380 trên ha. Chúng ta là ai cũng làm đại gia để chờ. Hôm nay heo quay ngập tràn luôn. Công việc quen thuộc mỗi ngày của chị Tâm. Mình đại gia, mình đại gia, cái gì đâu nổi da gà. Một ký à, nửa ký chặt. Nhỏ vậy em. Ta nói nửa ký rồi đó. Nhiều khi mình hỏi, người ta đã ý nên ký đi. Em 160 em, nửa ký. Nó được rồi, cặp 1 ký rồi. Ờ, đúng rồi, chỉ nó hơi cạn ký đi. Thế thì rồi, chỉ cung luôn. Chỉ bên kia cung luôn kìa. Có rung không chị? Không hề làm gì ta luôn. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy chị Tâm? Tại em đẹp hơn người ta. Dữ dằn chưa? Các bạn thấy chị Tâm lợi hại chưa? Đẹp mà còn độc nữa. Độc lạ. Bữa nào mình đi Bình Dương không? Không đi đâu. Chú kiếm kênh Đồng Lạ Bình Dương ai chị em mình. Nam bỏ cửa lại đi ha. Ừ. Dưới này đi chiến Đại Nam rồi. Em chưa đi lần nào luôn. Đi có một lần đó, nó vừa thành lập á. Dạ. Rồi tới giờ. Vừa thành lập. Vừa xong á. Khánh thành phải không? Ừ, đúng rồi đó. Heo quay rất ngon các bạn nhìn này. Đúng rồi. Cho nó thẳng á, đúng rồi. Đây khách luôn. Ở bánh mì chị Liên ơi, chị Liên bên này là giao bánh mì cho khách, bé Ngân bên kia là làm bánh mì, bé Ly chặt heo quay, khi mà đông quá thì bé Ngân hỗ trợ luôn nha các bạn. Đây là trên đường Thành Phố Thứ buổi sáng rồi các bạn. Giờ này 6 giờ mấy sáng nha. Anh còn đang đi làm, đi chợ, đi học. Rồi khách tới luôn. Chặt 100.000 heo quay, chặt nhỏ luôn. Lấy em cái giò đi chị. 100.000 chị đó. Chị có gì đặt thịt xíu xíu nha. Cái giò nào em? Chị lựa giùm em đi. Chị lựa là chị lựa bự luôn đó. Ừ, chị lựa bự đi. Cứ lựa bự cho em đó. Thiệt tình quá ha. Cái nào bự đó. Nè, cái này ngon nè chị. Đó, cái này ngon. 100.000 khó không chị ơi? Biết không? À, một ký đi bà rọi với mày cái này. Chặt luôn không cô? Chặt. Khỏi chặt. Cái này
lấy lửng ra lấy mỡ nha. Rồi, làm gì con ơi. Bây giờ chặt cho em này hôm qua bản cho chị không? Giờ lấy theo con theo quay nữa bỏ lên bán luôn. Chặt luôn không chị? Bán luôn. Bỏ chặt cho. Cô lấy nhiêu cô? 1 kg bỏ chặt. Rồi lấy lửng lên cho mỡ nha. Ờ rồi. Rồi 160. Đó là mấy? Cái là mấy? Cái bà cô lấy luôn. Ờ lấy luôn đi. Lấy luôn, lấy luôn. Dạ nhiêu? Con 401 thôi cô. Lấy ổ bánh mì luôn. Em lấy ra rồi. Lấy nhiêu chị? Giòn không có nói giòn mà hả? Dạ giòn. Để em có 42 năm có lấy ra. Dạ em gửi tiền. Dạ dạ giòn. Ủa không phải em lấy tiền hả? Em quay thôi hả? Dạ. Em lấy là tới công chuyện luôn. Em đi Bình Dương bán nước tương luôn. Muốn hỏi lấy nước tốt. Chặt luôn. Rồi mấy ngàn đang ra cái giò bên kia các bạn. Bịch bánh bao luôn. Chậm luôn. Quá nhanh. Quá nhanh luôn. Ồ. Hay ta. Đó, thấy chưa? Có cách thôi. Ghê là chị nha, phải học hỏi nha. Hello. Biết nhiều giỏi nhiều quá chị nha. Mệt nhiều bụi ơi. Chặt nhỏ rồi. Nguyên cái xô thái công ngoài này luôn các bạn. Cây gấp cả 7-8 cây luôn. Bên kia một cây nó 9 cây luôn. Trong này 7-8, bên kia nó 1-9 các bạn. Chị Tâm thư thái quá ta. Thảnh thơi. Hả? Mạnh mẽ lên. Đùi cũng chặt thôi chú. Sửa đồ nữa đùi. Cái này không đường của chị nha. Cái gì không đường, người ta ăn đường, nó không đường. Nó không vừa. Nó vừa. Phải nói vậy chứ. Cố tình nói vậy coi chị nghe lên tiếng không đó. Chị nghe không lên tiếng là coi như là không có đường. Ừ đúng rồi. Chị Nga có câu sao cũng được. Sao cũng được luôn, phải là đường ở là uống cho tớ.
Rồi cái này là chắc đi Tây Ninh bán bánh Ninh luôn rồi. Việc nhẹ lưng cao. Bánh này thịt thì không anh? Mấy hộp bố mẫu đi 10 ngàn. Hai hộp chặt 1 kg luôn. Đậu vậy kỹ nói cho nói đi vậy. Hai hộp đậu 1 kg rồi. Đậu 1 kg rồi. Kỹ giữa chia 5 hộp. Đúng không? Chặt không? Chặt luôn. Kỹ gửi chia 5 hộp luôn. Cục kiếp vậy các bạn. Nửa ký 2 hộp chị Tâm. Đập quá trời luôn. Cho 10 hộp bánh mì. Bánh mì không 10 hộp. Rồi anh ba ra tới, anh ba ra tới. Ba để cái đứa đi lên tới đi chị. Ba ba em nhanh chán rồi. Gõ lên ký là 320 của người đẹp nào. Mở mở cái màn ra thấy đẹp ha. Chị Tâm mới mua luôn á chị. Ba ký giữa chi 5 hộp chặt luôn. Ba lạng xá xíu. À, chị đây ba lạng xá xíu hả chặt luôn. Chặt nhỏ. Ở cái này của ai nè? Đây nè. Ký giữa chi 5 hộp. Ba cô chú thông cảm. Tất cả những người theo quay thì cũng là anh sẽ tắt bình luận ông bà cô chú. Vì có nhiều ông bà đến góp ý thì quá là ok, nhưng cũng có một số bạn vào chửi với thì chửi bụi Tâm Nga cái ly và chị Út, nên là mọi người ở đây rất áp lực và lạnh lùng, là thôi mình xin phép tắt bình luận để ông bà cô chú thông cảm giùm em. Để cho mọi người làm việc cho nó dễ á, tại áp lực quá, góp ý thì quá ok các bạn, nhưng mà có một số người vào chửi quá chửi. Em là em tắt bình luận nguyên cái video cho em, không có chặn bình luận riêng cá nhân nào hết, vì ông bà cô chú thông cảm mà. Quá trời khác luôn các bạn, các bạn xem. Nửa ký của em nè.
Ký vô với 300 gram 3 loại luôn nè. Để chung đi riêng chị ơi. Ăn đi. À, chị là nào thứ 3 á? Tốt cùng. Không. Thôi xin lỗi mà. Ở đâu cũng được. Cắt em là 40. Rồi, nửa tiếng tới 3 đây qua đây cho em. Làm hết chặt không chị ơi? Chặt dùm chị luôn. Ở nhà mấy chị chạy xe lên lại 250 là 3 của chị hết nhiêu vậy? 250 chị. Thật không còn cái này quá trời luôn các bạn. Trên đường chút xíu có xe lớn vào sẽ bị kẹt xe liền. Đây là ba loại rút sườn nha các bạn. Còn bên này là thịt đùi, bên này cũng là thịt đùi. Chặt hay để nguyên? 100 ngàn để nguyên đi. Cô đang tìm ai? Cô tìm Long á, nãy cô mới kêu gì Sài Gòn TV đó. Sửa cái ba loại luôn. Chặt hay để nguyên vậy? Để nguyên, cắt làm đôi giùm. 101 đi chị ơi. Nửa ký chị rồi. Mấy cái gì dài đây? Của chị phải không? Dạ, có mấy này. Chặt em khoảng 100 ngàn đi cúng xe đi.
để em 150 tiền. Rồi 100.000 cho bà nè bà ơi. Ủa 230 với lại chuyển đại về chặt với lại biết ba đó. 7 á. Nè. Cái này của chị phải không? Đặt nhỏ luôn. Bánh mì chú Quang kia.
bánh mì bên tay phải luôn. Cho 303 rồi. Dạ dạ con cái ạ. Thì bán bánh mì đông. Ở ngoài là 2 ảo 20 á. Dạ cái đó 150 cho con đi bà ơi. 150 cho con 209 nha bà. 215 á nha. Là 209 300 hết lại. Rồi cái này 100.000 cho chú bên này luôn. 7 ảo đây. Có tiền giờ. 15 chị ơi. 7 ảo 20 á. 7 ảo 20. Rồi chú chỉ tổng 215. Rồi đâu ạ? Cái thịt của tôi đây. Đây đây đây. Cái ổ à. Mì bên đó có vậy lấy em 150 sừng non đấy hả? Lát vô ba ký kia luôn. Dạ lấy sừng non đây. Dạ ba ký kia. Rất là đông luôn. Chạy cái ba lô lại kìa em chạy. Bữa nay họ nói phải đông. Dạ không, ba lô của em chạy bị hở. Những cô gái áo đen. Ai lấy 150 sừng non đây nha. Thôi sừng non đó là 300k một ký nha các bạn. Có chưa?
Rồi 1 kg cho em chơi luôn. Ở ngoài trang trí đẹp nghe ta. Những khỏe không biết khỏe luôn. Dạ không, khỏe có đẹp không chị? Có này nhiêu đây đây anh? Biết tầm cũng bao ra? Coi có miếng tầm gì? Cái này 7 lạng hơn nè. Miếng là 3 kg luôn nè. Wow, quá dữ. Quá đỉnh luôn. Miếng là 3 kg. Nắng lên rồi giờ bị xạo chó nắng luôn chứ gì. Quay mới lên luôn, mới quay sao luôn. Em là 200 luôn. Nãy treo chiều 4 hả? Ừ. Còn 3 đi, 97. Đây nó tiền. Chặt vô quá đông. Ủa sườn là cái nào đó chị? Sườn á, em còn như là sườn. Sườn. Sườn nè. Kem hộp, heo quay, 100 ngàn nè bà ơi. Mấy lạng chặt không? 100 ngàn, chặt luôn. 100 ngàn heo quay chặt luôn. Thấy anh em miếng ba gọi nào nặng nặng nha chị. Tiếp tục bánh mì làm ra cái nào hết chú một tí sao chú nói làm rồi chia đôi thôi phải không, để nguyên phải không, hai miếng là phải không, rồi kia chia đôi đi. Tổng này 100 ngàn luôn rồi bác ba, chung rồi đi, giờ một tí chia đôi to làm hai kìa Kim Ngân. Một trăm ngàn chặt của ai đây? Đây của chị gái này nè. Ủa này nạt không? Nạt không vợ? Dạ nạt. Dạ dạ cầu chị. À, 200 ngàn ba đậu chặt luôn. Cái này nè. 200 ngàn ba đậu chặt luôn. Ủa bánh mì nhiêu ngổ? Cái này. Bánh mì qua bên đó. 200 ngàn chặt luôn. Ủa miếng to quá trời luôn mà. Miếng này 3 kg à? 3 kg á. Ừ. Miếng heo quay ngon quá ha. Đó, cái miếng này vô này nha. Cái cắt miếng này gần ký chị. À cái lấy ký hả? Lấy ký là chặt ký. Em nói là cái này phải trẻ ra chứ anh. 1 ký để nguyên. Cái này có trò xíu với 3 ổn mì không luôn. 3 ổn mì không. Quá trời khách luôn. Heo quay treo lên tiếp nha cô chú anh chị. Không, cái đó chịu. Liên tục. Lấy nhiêu luôn cô? Lấy hết chắc là 2, cầm hết cho cô. Lấy hết luôn. Cái này là 2 kg, 840 chia đôi nha cô. Miếng 300 em. 15. Là một công việc luôn á. Làm một miếng. Chặt nhỏ không chú? Rồi, đi. Ghé chí xấu quá, để liền hay là... Để nguyên hay là chặt? Đây, đang nói cô ơi. Quá đẹp nói. Dạ, 100 ngàn cho con đi chú. Để nguyên hay là... Của em 3 lạng luôn á chị. 100 ngàn là chị Liên ơi, của chú kế bên chị á. Nửa ký có chặt không chú? Có 3 lạng 10 đi em. Rồi cái này cho con 170 nha, 5 lần rưỡi. Trong đây còn quay lại tiếp các bạn. Cái giò để nguyên. Có đùi không chị? Dạ có. Cô lãng giùm em đi. Rồi cái giò này là 190 nha. Rồi 200 nha. Có em 3 lạng rồi. Nửa ký không đi? 170. 3 lạng có chặt không cơ? Dạ chặt. Chặt 3 lạng lùi cho con chặt. Quá trời đông khách. Chị gái chế lên chị Tâm là hỏi chặt 100 ngàn cho em đi. Cái giòn như vậy. Giòn 200 ngàn. Rồi. Chắc tiếp nữa đó. Xong tới 100 ngàn kế bên chị Tâm ơi.
Nó ra đi ra đi ra. Đi ra. Đây vị này nè. Con nghe được cô ha. Ba lạng đường cô có chặt không? Chứ chặt. Một chất quầy bánh mì nha. Rồi, 100 ngàn luôn kìa, cái ba lạng đồ là 90 cho con đi cô. Rồi. Nay là 70 nè. Là 90 nè. Anh Vũ kiếm chị Tâm ơi. Chẳng tới, chẳng tới. Hai lạng 70 lấy gì? Lấy ba gọi, chẳng ba ngàn. Ba, ba trăm ngàn. Hả? Lấy liếng ba lạng luôn. Chặt con trả lời giùm em cái. Lấy một miếng thôi, ba lạng. Rồi trăm ngàn nữa đó ba đòi phải không? Cô lấy nhiêu? Ba lạng, ba lạng. Ba lạng chặt để nguyên. Để nguyên. Cái ba đòi á. Cái đó 100 ngàn, cái đó 53, khoảng này 100 ngàn là đối với chị Tâm này, chị Tâm ơi. 100 ngàn, chị lấy gì? Em 700 gram đùi nạc. 700 chặt không? Chưa chặt, cái này 200 gram, gram xá xíu. 800 chị lấy luôn nha. 200 xá xíu nữa rồi. Để nguyên hả chị? Quá à, trời, bánh mì bên kia là kia nhộn nhịp luôn. Kia rất là nhộn nhịp. Ăn hàng 32. Lâu lâu cũng đi canh vậy đó. Mặt cây mà cũng câu rồi. Mua phá dòng phá rồi. Quay xong ra gì cũng thấy cái xe đâu hết. Đổi vậy. Đổi luôn. Đây khách tới luôn. Đóng, đổ mồ hôi luôn. Tính không mà không có vận động gì cũng đổ mồ hôi. Em hai tay bấm máy nhưng mà chưa có xuống. Con mấy chú đồ kia bà. Nếp nếp vô cho khách vô kìa. Ôi. Rồi, chị Tâm lên xá xíu, sườn non. Sườn non, sườn non. Mình né qua cánh gà. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chăm sáu của chú. Như lực sĩ luôn. Này nặng lắm nha các bạn. Bên này gỡ mấy ký? Chắc là chục ký. Chục hả? Chục anh xách thử đây. Chục này á, mình dính nổi mà phụ nữ 40 ký dính chứ một. Chào chị Tâm hay vậy? Hay vậy ta? Cái gì cũng biết. Biết rồi cũng biết. Nữa nữa nữa. Để nguyên luôn phải không? Đúng rồi, rồi không phức luôn rồi. Để nguyên. Nóng hổi luôn, mới ra lò luôn, không phức luôn. Bột khỏi, bột khỏi. Quay mà lên nhìn cái màu là thấy nó ngon rồi. À cái bịch này là sườn non thôi, chưa có xá xíu. Có luôn, từ từ đi lên tới anh. Dạ. Nóng hổi bột khỏi luôn. Rồi rồi, cái sườn đã vậy. 1, 2, 3. Hỏi anh miếng hay biết được. Chị Tâm cứ vậy hoài. Nghe cái mùi. Sao chị? 70 xá xíu chặt không? Xong, chuẩn bị xá xíu lên 70 chặt luôn. Đây, coi sườn non. Miếng nào miếng nấy nhìn đá ra, nguyên một miếng. Vì nắng sáng hướng bên này nắng. Nhìn miếng sườn non ngon hay là nhìn chị Tâm ngon nói cho rõ nghe. Chị Tâm đứng kế bên cầm miếng sườn. Để em nói luôn sườn non ngon. Người ta đang thèm sườn giờ mấy em cái người ta nói không thèm. 70. Mấy chị Tâm đang chắc sườn đó đang nhập. Em cho chị cái ba gọi. Em cho chị cái miếng ba gọi đó. Nói vậy đó muốn hiểu sao hiểu à. Ngon quá. Cái này 170 chặt không cô? À, cho chị làm 3 sợi. Cái này làm 3 sợi hả cô? À, sợi chặt. Rồi cũng con này 170 xíu. Xá xíu. Xá xíu. Lên đồ lên liên tục luôn rồi. Khách tới luôn. Có 10 ngàn, 20 ngàn cho ông hết coi. Vô liên tục. Để em nửa ký heo quay. Nửa ký có chặt không ạ? Chặt luôn à. Xa xíu sườn non. Lên cái màu, quay cái màu đẹp quá. Cô mua gì cô nói đi cô. Ba đỏ lại muốn chặt hay bánh mì đó luôn. Cô ơi, chặt 7 nè, ba chặt 2 miếng
Đây, 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 của chị đây, trời ơi, trời ơi, thôi, đây, có 7 miếng, có 7 miếng. Miếng 3 lạng, 2 miếng, 2 con. Đặt ra để nguyên. Chưa biết miếng mấy lạng. Miếng 3 lạng, 2 miếng, chặt luôn. Này nhiều à? 150, 160, đủ cái chữa xong. Đây, 4 mỗi bánh mì với lại 130 giỏi đi em ơi. Mì gì anh ơi, mì không, không. Mì thật, mì không. 3 lạng, 2 hộp. Lớn xài của bánh mì á 190 nha 190 của cô ơi, 2 hộp mấy chứ 100 ngàn được không? Rồi 100 ngàn anh chặt không anh? Chặt 100 ngàn chặt. Chị có chặt không vậy chị ơi? Chặt hết 100 ngàn. Hai bộ bánh mì có bao nhiêu? 2 phần 3 tảng của ai? Còn nó có cơ đó 200 á. Có 31, 41 không? Rồi tới 100 ngàn là có 2 em ta? Không, nửa ký chặt không anh? Lấy 3 lạng nửa ký nguyên non 101 270 đi em. Cái này 5 lạng chặt không chị? 3 lạng sườn non có chặt không? Chặt 3 lạng sườn non chặt. Long đứng ngoài giữ quá, ai làm lại ông Long không biết nữa. Rồi, né rồi. Né luôn, né luôn. Tiếp tục luôn chị Tâm ơi. Ba lạng sườn non chặt luôn. Tiếp tục bánh mì heo quay. Thì đây, mới ba rọi. Nãy lên sườn xíu xíu rồi tới ba rọi. Chói cái màu nên có gì ông bà của chú thông cảm. Đường non 100 ngàn chẳng đi anh. Hết đi. Hết tới luôn. Nhắc nhẹ cho anh Long chảy việc em quan tâm người giữ ta nha. Em quan tâm người giữ ta em nói này 8 dĩa anh chứ chứng nhà Phương là anh sao cái gì hàng gì cho Phương Dung là Phương, Phương, chị Phương Phương hả? Phương hay Phương Dung? Anh gọi số điện thoại đi. Phương Dung là gì, cái gì của người mẫu á? Diễn viên á. À, diễn viên cô Phương Dung. À, cô Phương Dung hả? À. Phương. 100g đùi. Lấy hai cái đùi trước đi. Hai cái giò trước cho chú luôn. Chặt ra để nguyên. Để nguyên, để nguyên. Căng hai cái giò để nguyên đi ơi. Giò trước không anh ơi. Tại đây là giò không có đại tên. Bánh mì heo quay bánh mì. Hai cái từ. Để nguyên hả? Để nguyên luôn. Nhưng mà không đúng mỗi là đi vô đại rồi. Sao mà để vô? Bánh mì bên tay phải luôn bà con ơi. Xém lộn ăn gì nói đi chặt để đi tâm ở dưới cái này chưa đây 80 kia một hộp 700 hộp 300 thì 3
bả về nói lại lấy đồ. Rồi 150 ngàn để nguyên nè. 80. Đây đây. Một ký để nguyên hay sao? Tiền anh ơi. Để nguyên hả cô? Nửa ký hả cô? Xong rồi chặt cho shipper đổ chặt nữa lại hả? Ký bà gọi chặt nhỏ luôn. Rồi ê bà đợi một ký chặt luôn, nửa ký này, nửa ký ra chặt nửa đại, chặt nửa đại. Camera nằm bên này hả? Không, mà tại mới đưa xuống nó thấy nó xuất hiện. Hơn là mình. Tôi chuyển qua bên đây thì quay điện thoại lên. Chị là chặt nhỏ luôn đúng không chị ơi? Rồi, chọn cái miếng này như vậy chị. Thật quá trời luôn các bạn. Đó là thịt đùi đó các bạn. Thôi lấy trường non kem đi chị. Lấy kem 1 ký đi. Lấy cái chặt không ạ? Chặt giùm em luôn. Biết sao không chặt không? Cái này lấy hết đâu cho lấy chị ơi. 390 nha, miếng này. Ôi kẹt xe luôn. Lên heo quay tiếp tục. Tiếp tục hả? Vô. Vô luôn chị Tâm ơi. Rồi. Cho ổng mày quay xe đi. Cái này là 390 đó các bạn. Cho em ổng mày heo quay luôn nha chị. Không, mấy ớt quay. Ổng mày heo quay luôn là 405 nha. Sườn này là 300k một ký nha các bạn. Ổ ngoài xe á nha, ổ ngoài xe. Đây 100 ngàn nè các chị. Đưa 10 ngàn, 20 ngàn ra đi. Trời ơi. Chặt đôi được hả? Chặt đôi thôi đi. Trường anh ơi. Đâu rồi? Thôi, chị Mai ra kìa. Cho tôi 700 cân nhân quay. Lâu lắm tôi thấy chị Mai đó nha, bà cô chú. 200 ngàn bá đỏ chặt. 200 ngàn khỏi chặt. Chặt cho em 2 miếng thôi. Chặt 100 ngàn khỏi chặt. Vừa vơi là lên liền, vừa vơi là lên liền. Heo quay vừa hết là bên lò tải ra liền. Bánh mì. Bánh mì heo quay. Chị bãi kìa. Rồi 100 ngàn để nguyên nè. Rồi 200 ngàn chặt. Chị Mai bữa nay bằng đồ trái tim. 100 ngàn để nguyên nè chị ơi. Cô lấy cái gì cô ơi? Cho tôi 700 gram hay quay. Để nguyên hay chặt? Chặt luôn. Chặt luôn. Để... chặt luôn. Có tiền. Ngon ăn cho miếng này coi nhiêu đấy. Miếng này cho con. Dạ, cái này 200 ngàn. Lấy giỏ cái gì vô à. Ở đây nè. Ừ. Em cho tôi cái giỏ đi. Lấy lại chặt luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời gái ơi. Phải, chú Dũng mới ra lấy hả? Đúng rồi, chú Dũng mới ra lấy.
Cái giò có chặt không cô? Giò để nguyên hay chặt thôi? Chặt em mà chặt lớn lớn thì chưa. Rồi ok. Nào. Đây phải không? Rồi. Rồi chặt luôn. Giờ cần cái giò chặt bự bự luôn. 200 ngàn để nguyên hay chặt? Chặt luôn. Cái mì không? Cô lấy miếng này hả cô? À, cái giò chặt luôn chung với nãy là lấy trăm ngàn chặt lớn lớn đó giò giò biết rồi con cái giò này 190 rồi chặt bự bự đó à, như thấy em à 220 194. Đây em trai được anh đội nón xanh ngoài á. Trời ơi. Ủa, vừa 500. Có 401 à. 401 thì tới là 90, tôi đưa tờ 500. Đưa 50, đưa 50 nữa. Hả? Tại cô đưa thêm 50 nữa. Trời ơi. Cô làm con rối đó. À. Cô dư còn nói sợ thiếu nữa hả? Nghe rồi. Bánh mì bên tay phải luôn nha bà con ơi. Là để nguyên đúng không chị? Không, chặt 100 ngàn. 100 ngàn chặt. 100 ngàn chặt, 200 ngàn chặt. Đây, hôm nay cây gấp để đây rất là hợp lý luôn. Hôm mà cô chú tới là thấy là cầm cây gấp lên liền. 100 ngàn chặt. Lấy ký chặt hai à, cắt 5 miếng đầu cho máu đi đi cái gì ai chửi nữa rồi heo quay ra tiếp tục. Này khách quá trời bên trái bên phải khách sao chị mai mai giao các bạn. Cái này nhiêu đây? Wow. À, 100 ngàn chặt. Cái này 100 ngàn chặt. 320 của anh. Cái này chị ơi, chặt nó đắt nhỏ. 4 lạng hay nửa ký mà chị nhiêu ạ? Con mấy giờ mà để đâu con? 4 lạng ký đi. 4 lạng nửa ký đi. Là gì? Nhiêu nửa ký đi. Nửa ký đi. Là xương non này nhiêu ạ? 13. 13. Đăng ký các ba giùm đi, lựa cái hàng á. 100 ngàn chặt. 16.
160. Mỗi hộp nửa ký đi chị. Chưa chặt em 100 ký kia bà. Đúng rồi, lấy cái nạc nha. Chị Mai.